Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ. Ấm lòng những chuyến xe thiện nguyện tới vùng lũ. Một bình luận quốc tế với chủ đề xung đột Nga-Ukraine trước ngưỡng leo thang nguy hiểm mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều 12 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về chỉ đạo kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại tỉnh Ninh Bình. Tại khu vực Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, đồng chí Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã kiểm tra nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nghe các phương án của tỉnh Ninh Bình về khả năng phải xả Tràn Lạc Khoái trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, tỉnh đề xuất Trung ương cho nâng cấp đê Hoàng Long lên 6 mét và đưa Ninh Bình ra khỏi danh sách vùng phân lũ, chậm lũ và triển khai thực hiện nạo vét, chỉnh trị khu vực Cửa Đáy, huyện Kim Sơn bị bồi rất nhanh, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Hưng chia sẻ với tỉnh Ninh Bình về những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Lưu ý tỉnh Ninh Bình phải luôn nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng chống thiên tai mưa lũ. Trong tình huống xấu nhất phải xả Tràn Lạc Khoái, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh Ninh Bình phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, đảm bảo cho nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó phải lưu ý đến vấn đề y tế, phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, đoàn đã tới thăm hỏi động viên nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn và kiểm tra phương án vận hành trạm bơm Gia Viễn. Ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Yagi và công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trị giá 50 tỷ đồng. Gói hỗ trợ 50 tỷ đồng của Tập đoàn VNPT bao gồm 25 tỷ đồng hiện vật do cán bộ công nhân viên VNPT mỗi người đóng góp một ngày lương và từ nguồn quỹ chính sách xã hội của VNPT. Và 25 tỷ đồng là các dịch vụ VNPT cung cấp hỗ trợ người dân vùng lũ. Với tinh thần thần tốc, VNPT đặt mục tiêu trong vòng 10 ngày sẽ triển khai gói hỗ trợ này tới tận tay người dân. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chia sẻ mạng lưới với các doanh nghiệp viễn thông khác. Tính đến nay, đã có gần 550.000 thuê bao di động mạng khác sử dụng mạng Vinaphone để duy trì liên lạc. Hàng trăm điểm giao dịch của VNPT mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ 23 giờ hàng ngày và cho đến khi hết khách hàng để hỗ trợ người dân sạc điện thoại. Đến nay, đã có hơn 3,6 triệu thuê bao của Vinaphone được hỗ trợ các gói cước, bao gồm 100 phút gọi trong nước và 15 GB data và có gần 600 thuê bao Internet cáp quang được hỗ trợ cước thuê bao. Do ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Lào Cai bị cô lập, khiến điều kiện sinh hoạt của hàng vạn hộ dân trở nên vô cùng khó khăn. Cũng trong nhiều chuyến xe của người dân trên cả nước đang đồng lòng hướng về miền Bắc, nơi có nhiều tỉnh thành bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai. Hơn 3 ngày qua, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải gồng mình chống chọi với mưa lũ. Nhận được thông tin về khó khăn của đồng bào vùng lũ, nhiều tổ chức thiện nguyện đang đồng hành hướng về Tây Bắc. Những xuất quà, lương thực, nhu yếu phẩm, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng thiết thực vào thời điểm này. Chị cũng rất là cảm động với cái đoàn các cháu đây. Đấy đồng là cũng còn trẻ mà cũng là phát bồ đề tâm để đi lên cứu trợ, chị cũng rất mừng. Tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này, công tác tổ chức cứu hộ thiện nguyện đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Để câu lạc bộ cũng trên tinh thần là lá đùm lá rách, tinh thần thương ái thì câu lạc bộ đã hỗ trợ vận chuyển những chuyến hàng đến cho bà con của huyện Bảo Yên, thì cũng rất muốn là chia sẻ một chút cái tình cảm của bà con dưới miền đồng bằng lên cho bà con vùng khó khăn trên này. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nếu thời tiết vẫn diễn biến phức tạp thì khả năng sẽ xảy ra các điểm sạt lở mới. Do đó, các đoàn thiện nguyện khi di chuyển cần nâng cao cảnh giác, cập nhật liên tục những diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo từ phía địa phương để đảm bảo tối đa an toàn cho người và phương tiện. Ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp các đại diện cấp cao về an ninh của nhóm BRICS tại cung điện Konstantinovsky, Saint Petersburg.
Cuộc họp là một phần của hội nghị an ninh BRICS kéo dài 2 ngày nhằm thảo luận về các thông số của trật tự thế giới trong tương lai. Nga hiện đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của BRICS trong năm 2024. Chúng ta không thể bỏ qua sự quan tâm ngày càng tăng đối với BRICS từ nhiều quốc gia. Hiện có 34 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh của chúng ta dưới hình thức này hay hình thức khác. Do đó chúng ta khởi xướng các cuộc thảo luận tích cực về phương thức tham gia cho các quốc gia đối tác mới. Với mục tiêu xây dựng một thế giới đa cực, các thành viên sáng lập BRICS đã kêu gọi một trật tự thế giới công bằng hơn và cải cách các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia mới nhất chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS vào đầu tháng 9. WHO thông báo mở đợt sơ tán y tế lớn nhất tại dải Gaza trong gần một năm, chuyển những bệnh nhân nặng đến UAE để chăm sóc đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 9 thông báo đã cùng các đối tác sơ tán 97 bệnh nhân ốm đau và thương nặng khỏi dải Gaza, đưa họ tới thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân, trong đó có 45 trẻ em, mắc nhiều căn bệnh như ung thư, chấn thương nghiêm trọng và nhiều thương tích khác. Những bệnh nhân này nằm trong hơn 10.000 người mà Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cần được sơ tán y tế khẩn cấp khỏi dải Gaza. OpenAI vừa ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mang tên O1, có khả năng xử lý những câu hỏi phức tạp. Theo OpenAI, O1 là mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bằng phương pháp học tăng cường để thực hiện các suy luận phức tạp. O1 suy nghĩ trước khi trả lời, đồng thời có thể tạo ra một chuỗi suy nghĩ nội bộ dài trước khi phản hồi tới người dùng. Mô hình O1 vượt qua 83% bài thi tuyển chọn cho Olympic toán quốc tế, đứng trong 500 thí sinh giỏi nhất. Mô hình AI mới nhất cũng xếp hạng đạt 89% với các câu hỏi lập trình cạnh tranh, cũng như vượt qua độ chính xác ở cấp độ tiến sĩ về điểm chuẩn của các bài vật lý, sinh học, hóa học. O1 đã được tích hợp vào ChatGPT và API từ ngày 12 tháng 9. Tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế. Chủ đề cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga đang làm nóng các cuộc thảo luận tại Mỹ và châu Âu. Mỹ đang gấp rút thăm dò ý kiến đồng minh trong vấn đề này, bất chấp cảnh báo từ Nga rằng đây sẽ là bước can dự đối đầu trực tiếp. Sau chuyến thăm Ukraine tại Ba Lan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục được nghe lại lời kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga từ người đồng cấp nước chủ nhà Radoslav Sirovsky. Theo Ngoại trưởng Ba Lan, các sân bay Nga sẽ là những mục tiêu hợp pháp. Các nước phương Tây nên tiếp tục cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tân tiến. Theo tôi, chúng ta cũng nên dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa. Chúng tôi tin rằng các lệnh trừng phạt kinh tế có hiệu quả và chúng ta thực hiện các hành động quyết liệt hơn để tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga. Đây cũng sẽ là chủ đề được Thủ tướng Anh Keir Starmer đặc biệt quan tâm trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của mình, diễn ra vào ngày 13 tháng 9. Theo một số hãng truyền thông, Anh đang phát tín hiệu với Mỹ rằng nước này rất muốn để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga xa biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Anh vẫn cần một động thái rõ ràng từ đồng minh Mỹ trong chiến lược phối hợp hỗ trợ. Hiện chính quyền Mỹ vẫn do dự, chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACM của Mỹ để tấn công Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, không có loại vũ khí nào một mình có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột và Ukraine cần sử dụng các loại vũ khí đang có để kết hợp tấn công. Giới tình báo Mỹ cũng cảnh báo, Nga có thể đáp trả Mỹ bằng nhiều cách, từ leo thang xung đột cho đến hỗ trợ Iran tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 9 cảnh báo phương Tây sẽ trực tiếp đối đầu với Nga nếu các nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Theo ông, một cuộc tấn công tầm xa cần dữ liệu mục tiêu từ vệ tinh và việc lập trình thực tế đường bay của tên lửa sẽ phải do quân nhân NATO thực hiện vì Ukraine không có khả năng này. Do đó, động thái như vậy sẽ thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, vấn đề đang không phải là cho phép Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không. Vấn đề là đưa ra quyết định xem các nước NATO có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hay không. Nếu quyết định này được đưa ra, điều đó có nghĩa là các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Đây là sự tham gia trực tiếp của họ
Và tất nhiên, điều này sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Điều này có nghĩa là các nước NATO, Mỹ và các nước châu Âu đang chiến đấu với Nga. Trong trường hợp này, khi cân nhắc đến sự thay đổi trong bản chất của cuộc xung đột, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa sẽ được tạo ra cho chúng tôi. Vấn đề trao quyền cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được đưa ra từ nhiều tháng qua. Song mới đây, Tổng thống Mỹ thừa nhận đang xem xét khả năng này trong bối cảnh Ukraine đã đưa quân sang tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt tại vùng Kursk. Trên thực địa, Ukraine sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức nếu muốn tiếp tục duy trì sự kiểm soát đối với khoảng 1.300 km2 ở tỉnh Kursk. Hiện lực lượng Nga đã bắt đầu phản công với mục tiêu cuối cùng đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực biên giới bị kiểm soát một phần. Nếu cuộc phản công của Moscow giành lại thành công các khu vực do Ukraine kiểm soát ở quốc, những nỗ lực của Kiev cuối cùng cũng trở nên vô ích. Tính đến ngày 12 tháng 9, lực lượng Moscow đã giành lại 10 khu định cư ở quốc. Phạm vi lãnh thổ mà lực lượng Nga giành lại vẫn chưa rõ ràng, vì các tuyên bố của Moscow chưa được xác minh độc lập. Và đến đây bản tin quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.